Cái này anh Dương Huy Long chụp là cái anh chị Công Sơn bảo lấy cái nón của anh Sơn ra đây đội. Hình ảnh tư liệu về chuyện tình âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Hồng Nhung lần đầu được hé lộ trong triển lãm Giọt Nước Rơi Trên Gương. Tối ngày 1 tháng 4, Liga Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh mang tên Giọt Nước Rơi Trên Gương, Trịnh Công Sơn và Hồng Nhung, những khung hình đơn sắc tại tòa nhà DJ's Hall, thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm Giọt Nước Rơi Trên Gương trưng bày hơn 80 bức ảnh sử dụng ngôn ngữ đen trắng, công bố những hình ảnh tư liệu về chuyện tình âm nhạc của Trịnh Công Sơn và Hồng Nhung qua góc máy của nhiếp ảnh gia Dương Minh Long. Hiện nhiếp ảnh gia Dương Minh Long là một trong những người lưu giữ nhiều hình ảnh về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trong suốt 33 năm, ông lưu giữ và bảo quản hơn 9.000 tấm phim màu và phim đen trắng mà ông chụp cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chủ đề của triển lãm ảnh lần này được đặt dựa trên sự bí von lúc nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nghe tiếng bấm máy ảnh khi chụp của nhiếp ảnh gia Dương Minh Long cách đây hơn 30 năm. Đồng thời, triển lãm này còn trưng bày những hình ảnh đen trắng về live concert Bóng Là Ai của ca sĩ Hồng Nhung tại nhà hát lớn Hà Nội diễn ra trong thời gian qua. Bên cạnh đó, nhiếp ảnh gia Dương Minh Long còn chia sẻ rằng trong triển lãm này có những ảnh chụp Hồng Nhung trước khi cô gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đó là năm 1991 khi cô quyết định bỏ đi hát để đi học quản trị kinh doanh. Tuy nhiên 2 năm sau đó cô gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và đi hát lại vì được ông khơi dậy đời sống ca hát. Từng bức ảnh có thể mang tính tư liệu nhưng nhìn tổng thể một chặng đường của người ca sĩ thì từng chặng đều có ý nghĩa. Việc Hồng Nhung gặp Trịnh Công Sơn là định mệnh, đánh dấu cột mốc trong sự nghiệp âm nhạc của cô. Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long bật mí anh đang thực hiện quyển sách ảnh về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Hồng Nhung. Dự kiến quyển sách này ra mắt năm 2022, nhưng do một vài lý do nên chưa phát hành. Hiện sách đã thiết kế xong, nhưng anh muốn hoàn hảo hơn nên còn chỉnh sửa. Anh dự kiến năm nay sẽ phát hành. Triển lãm Giọt Nước Rơi Trên Gương kéo dài đến ngày 30 tháng 4. Còn bạn nghĩ sao về những hình ảnh tư liệu quý giá này? Chia sẻ ngay với chúng tôi bên dưới video và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất trong ngày nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.